ngủ nhiều. Con cũng ngủ nhiều nữa. Rồi hai đứa lấy nhau về ngủ không hả? Không mặc ăn gì chứ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Phạm Đức Nhân, em sinh năm 91 và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc ở đâu bạn? Dạ ở Tân Bình anh. Tân Bình mà làm về gì? Dạ em đang làm về công việc là quảng cáo. Quảng cáo? Chuyên tổ chức event. Quê bạn quê gốc là ở đâu? Dạ quê gốc em ở Quảng Nam. Mời em. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Con chào chú Quỳnh Linh. Chào toàn khán giả và chào bạn cùng chơi ạ. Em tên là Hoàng Thụy Vi, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên bán hàng và có một cái shop online riêng. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em có thể vẽ được rất là đẹp. Vẽ về cái gì em? Vẽ cái gì? Dạ truyện tranh á chị. Hôm nay có vẽ gì không? Dạ có. Vì vẽ gì vậy em? Cho mọi người xem với. Dạ. Quẻ hình tôi á. Đẹp quá ha, vẽ rất đẹp nha quý vị. Một lát nữa cho bạn trai coi. Rồi, còn gì nữa không em? Dạ, em có thể nấu ăn rất là ngon. Nhược điểm của em là hay đi ngoài đường thì hay bị mất phương hướng và hay thay đổi quyết định. Nó giống như là không biết đoán vậy ạ. Ví dụ như là mình bạn hẹn là ngày hôm nay là sẽ đi tới điểm đó, mình đã đồng ý rồi, nhưng ngày hôm sau là mình thay đổi là không muốn đi nữa. Kỳ vậy, chết rồi, mốt hẹn hò làm sao? Em trai ơi, nghe bạn gái chia sẻ vậy mình cảm thấy sao? Dạ bối rối chị. Bối rối hả? Mốt hẹn hò gần tới nơi thay đổi thôi đừng hẹn nữa. Rồi bạn trai, bạn có khuyết điểm gì, ưu điểm gì? Khuyết điểm của em thì ngủ nhiều. Ưu điểm thì thích chơi những môn thể thao, thích đi du lịch. Khuyết điểm là ngủ nhiều thôi hả? Yeah, nhiều lắm mà nấu ăn dở. Có tật xấu gì không? Rùng quá không nhớ vậy. Chú Yên Anh ơi, con cũng ngủ nhiều nữa. Hả? Hả? Con cũng ngủ nhiều nữa. Ngủ nhiều hả? Rồi hai đứa lấy nhau về ngủ không hả? Không mặc ăn gì hết. Ngoài ra mình còn khuyết điểm gì nữa không? Dạ, dạ không. Nhiều đó thôi. Bây giờ mình nói về tình trường đi ha. Rồi. Dạ, em có đã từng trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Dạ, mối tình đầu tiên thì kết thúc vào năm em ra trường là em không quen nữa. Cái mối tình thứ hai thì em quen trên mạng cho nên là bạn đó không có được tốt lắm. Cho nên là em cũng không quen nữa, đã kết thúc cách đây hơn một năm. Rồi qua những cái mối tình đó mình rút kinh nghiệm gì không em? Giờ mình mong muốn như thế nào? Dạ, qua những mối tình đó thì em mong muốn là sau này sẽ gặp một người hiền lành, biết chơi thể thao, biết chơi guitar. Không có bụng phệ, đầu hói, răng khẽ. Từ từ em, để bên kia nghe, bên kia choáng anh nhiều từng món nè. Biết chơi thể thao? Biết. Biết chơi guitar? Biết không? Guitar không chị ơi. Không. Từ từ học. Không có bụng phệ. À, không luôn. Nhìn em. Bụng hơi bự. Dạ, không có đầu hói. Không có đầu hói. Quá hói. Hả? À, anh có cao được 1m65 không ạ? Hơn 1m68. Vậy được. Em thích một người phải biết quan tâm đến bạn gái. Và khi mà quen nhau thì em muốn là gia đình của hai bên cũng biết nữa. Không giấu giếm ạ. Tất nhiên thì quen nhau thì gia đình phải biết rồi. Tại vì lên chương trình thì chắc ai cũng phải biết rồi. Đúng rồi. Những gia đình biết mà hàng xóm, bạn bè, khán giả cả triệu người biết luôn. Điều này khỏi lo. Nếu mà quen thì một tháng gặp cỡ khoảng 2-3 lần được không anh? Được chứ. Nói chung vậy? Sao tự nhiên em yêu cầu ảnh có một tháng có 3-4 lần vậy? Tại vì em thấy cái bạn trước á, sao mà cứ 3-4 tháng gì mới gặp một lần. Em nghĩ là không có thời gian thì cũng ham công việc như bây vậy. Bây giờ mình phải đòi một tuần 3-4 lần mình mới rút nhanh được. Bạn trai tình trường như thế nào em? Dạ em thì cũng đã trải qua hai mối tình rồi. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình sau quãng sinh viên của mình. Thì cũng chia tay mối tình thứ hai cách đây được 2 năm rồi. Trong thời gian 2 năm này thì cũng bận công việc nhiều quá, đâm ra cũng không có thời gian để đi tìm hiểu, tìm kiếm ai hết. Bây giờ em muốn tìm một người bạn như thế nào? Dạ, em thì cũng chỉ cần người biết nấu ăn ngon và nói có giọng nói dịu dàng. Người ở trong này và công tác tại trong này. Cao thì 1m53 trở lên là được. Mấy bạn kia cao 65 rồi đó, được không? 1m65 thì quá ok với anh. Bạn có biệt tài gì không? Dạ, em thì thời gian những lúc stress thì em hay chơi Rubik. À, có Rubik á hả? Dạ, đúng rồi. Hôm nay bạn có chơi được không? Dạ, có em. Có đem theo không? Dạ, có. À, đâu bạn chơi thử coi. Ở cho chị qua coi với cái này chị khoái nè. Thường á, anh chơi cái này chắc phải tiếng mới ra. Mà em khoảng nhiêu? Tại vì đợt này em cũng ít chơi. Hồi trước em chơi tùy Rubik nên Rubik mà nó trơn, nó dễ thì em chơi trong vòng 45 giây.
Còn mà cục này thì em xay cỡ chừng 1 phút rưỡi. Rồi đâu thử coi. Đâu thử bắt đầu. Rung. Mấy cái này người mà thích chơi này là họ tỉ mỉ lắm á. Dạ, cái này này nó sáng tạo. Nó có theo một cái công thức của nó. Ừ. Thôi, thua, mình không chơi được cái này đâu. Cái này cũng phải ghiền với đam mê phải không anh Linh? Đúng rồi, phải có đam mê mới được. Không, cái này nó cũng dễ thôi, nó có cái công thức của nó, mình đã tìm ra được thì nó đơn giản lắm. Vấn đề là lanh lẹ thôi, chơi cái này để chúng ta có thể đỡ rung trước đối phương rồi đó. Chúng em gặp cô kia em rung á, em cầm chơi cái này vừa chơi vừa nói chuyện. Dạ. Rồi xong rồi đó hả? Dạ. Hay quá ha. Chà, để hỏi bạn nữ coi, ủa em biết chơi Rubik không? Dạ không. Rồi lúc mà em bị stress, em bị căng thẳng thì em sẽ làm gì? Em vẽ và đàn piano. Vẽ và đàn piano. Về mà hai đứa có gây lộn nhau, cãi nhau gì đó, đứa chơi đàn piano, vẽ, đứa chơi Rubik. Bây giờ mình có cái chuẩn người bạn trai, cái mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào không? À, dạ, giống như Kim Bum. Kim Bum là ai? Diễn viên Hàn Quốc à? Kim Bum là Kim Bum hả? Bên đây có Bum Bum được không? Dễ thương quá. Anh bên đây nó không giống Kim Bum đâu. Em không thích người đàn ông điểm gì? Dạ, xịt nước hoa nồng nặc. Em trai có xịt nước hoa không vậy? Dạ, có nhẹ. Có nhẹ thôi chứ không nồng nặc. Với lại vô tâm, không có quan tâm gì bạn gái hết. Có không em? Dạ, không anh. Không có. Đừng có gia trưởng quá. Đây không có gia trưởng kia, có da thịt thôi. Kia hiền lắm. Gì nữa? Mũi cao, thích mũi cao. Thích mũi cao. Tôi thích mũi cao. Lo tôi coi Rubik thôi mà chưa coi mũi cao không, lát qua coi lại. Bây giờ mũi cao. Nếu mà được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ 1 đến 2 năm. 1 đến 2 năm. Em có chịu đi làm dâu không? Dạ được. Được luôn đúng không? Khỏe. Cao không chị? Cao không? Cao được. Là cao. Bụng có bự không? Được. Hỏi không? Được, khoan để coi cái đã. Nhiều khi ngụy trang á, hiểu không? Được. Không, những người đầu hói là thông minh đó chị. Thông minh hả? Dạ. Em không hói, em cũng thông minh kìa. Mà bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân được em? Dạ, em thì chắc 1 năm, 2 năm nha chị. Ừ, gia đình mình... Đang hối chị. Đang hối hả? Mình có sống chung với gia đình không em? Dạ không chị, không. Gia đình em đang ở quê. Có cái mẫu người lý tưởng mình là như thế nào không? Bên đây là nãy cái gì anh? Gì? Kim Bum. Kim Bum. Em có mẫu người lý tưởng không? Không chị. Chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Dạ có chị. Có được cái gì rồi? Tiền cưới vợ. Tiền cưới vợ của em hay của ba mẹ? Dạ của em. Được rồi ha, không yêu cầu gì nữa hết nha. Dạ không. Rồi ok, hợp lý. Ta hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn tên Trí. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Rồi chào bạn. Về nhìn qua bạn nữ thì cũng rất là dễ thương, hiền. Cũng rất là hợp với bạn Nhân. Còn về quyết định thì của hai của bạn, em nghĩ là hai bạn nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn. Cảm ơn bạn. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị sếp. Chị sếp? Chị sếp. Rồi cho gặp sếp em này. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào chị. Em thấy bạn trai cũng được, mà tùy duyên là hai đứa. Thấy hợp không? Hai người hợp không? Dạ xíu xíu à. Xíu xíu vậy? 70% mà. Trời 70% là nhiều chứ xíu xíu gì chị? Dạ còn 30% tùy hai đứa. Thôi được rồi, cảm ơn chị. Kéo màn lên đi. Rồi các bạn cứ thoải mái nói chuyện đi. Em tên Vi không? Dạ. Yeah. Em tặng hoa. Em cũng cái này. Cảm ơn. Coi cái quà của cổ là cổ tự vẽ đó, em coi đi. Dạ. Yeah. Nên Linh coi đẹp lắm. Dạ, yeah, khá là đẹp. Bây giờ nói chuyện anh thấy em sao ạ? Khá là dễ thương. Rùm không biết hỏi gì luôn. Hỏi ha, em thích ăn món gì? Hai mình rủ nhau đi ăn chứ để hai đứa ốm quá. Nói chung về cái mặt ốm thì thấy hai đứa ốm cũng như nhau. Cảm nhận về nhau đi, cười hoài cưng. Vi thấy mình như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng được. Vi ở Vũng Tàu hả? Dạ. Vi hay về quê không? Dạ có, thường xuyên. Vi ở quận nào? Ở quận 4. Mình thì ở trên Bình Tân. Nó cũng xa đấy. Cũng xa rồi hẹn hò sao? Thì thực ra thì mình cũng làm việc cũng bận khá là nhiều nên thời gian sắp xếp thì nếu như có cơ hội thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Dạ không sao, 1 tháng 2-3 lần được rồi. Ừ, nói chung thì 2-3 lần là ít đó. Nên nếu như có cơ hội thì mình sẽ nhiều hơn. Dạ. Hiện tại mình ngồi với nhau mình cảm nhận về nhau như thế nào? Nhìn thẳng vào đối phương. Thực sự ra nhìn là run, mà những người mà em run đó là những người em thích.
Đó giờ em rung nhiều không? Cũng ít khi lắm anh Linh. Tại vì gặp người mình thích thật sự nên mình có cảm giác rung động ban đầu là rung, với lại có những khi mà có cái gì hồi hộp quá cũng hay rung nữa. Còn bạn gái, bạn cảm nhận thế nào về người đối diện? Em thấy anh cũng thân thiện, cũng dễ mến. Dạ cũng được. Rồi bạn trai nói một câu gì đi. Thật tình cảm nào? Anh cảm thấy em là một người anh đang tìm, thật sự là vậy. Khá là dễ thương, nhỏ nhắn. Anh hứa sẽ đáp ứng những yêu cầu của em đề ra và sẽ không bỏ bê. Và như em từng nói mối tình trước là 3-4 tháng mới gặp một lần, anh sẽ không để ra xảy ra tình trạng đó và sẽ luôn cố gắng vun đắp để cho tình cảm được bền chặt. Rồi, có thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ nha, vài phút cũng để cho đủ để chúng ta có thể cảm nhận được nhau, xem là trái tim của ta đã có thổn thức gì chưa. Suy nghĩ thật kỹ cho quyết định của mình nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi hai em. Đấy, dễ thương nha. Kỷ niệm lần đầu gặp mặt, mời bạn hôn bạn nữ một cái. Để cho xin phép gì? Xin phép ai? Xin phép em cho anh được lấy má một cái. Hai, chúc các bạn hạnh phúc nha. Đây là chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Hệ thống Cinebox 212 đi chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho tất cả các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. À, chúc mừng hai bạn. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Gia trưởng là ở dơ. Hả? À, có ở dơ không? À, chắc có. Chắc có. Hả? Như vậy là cặp đôi đầu tiên chúng ta đã thấy họ đồng ý bấm nút hẹn hò. Hy vọng những điều tốt đẹp, hạnh phúc sẽ đến với họ. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Thắm à. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ giới thiệu đi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ bên sau tấm rèm và tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Em tên là Phạm Trường Nhân. Em sinh năm 1989, năm nay em 28 tuổi và em đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp? Dạ, em làm bên một công ty quảng cáo ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, con chào chú Quyền Linh. Chào tất cả quý vị khán giả, chào nam bên kia. Em là Trần Thị Kim Ngân, năm nay em 24 tuổi. À, quê gốc thì ở Huế chị, và đang làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. À, em làm công việc gì? Dạ là một giáo viên mầm non. Sao không thấy nói giọng Huế? Tại do em nói chuyện với người Nam á, môi trường công việc em tiếp xúc em nói chuyện tiếng Nam quen rồi. Giờ chú muốn nói con nói tiếng Huế đó con. Con có mấy mối tình rồi? Dạ một. Lâu chưa con? Dạ gần 3 năm. Rồi đang chia tay. Tại do không hợp nhau đây chị. Kỳ vậy, bên kia nói tiếng miền Nam thì cô trả lời tiếng Huế. Xong tôi hỏi tiếng Huế, cô trả lời tiếng Nam. Tại do em quen rồi. Vì sao mình quen 3 năm thì sao lại chia tay em? Không, ý là em quen có mấy tháng thôi nhưng mà chia tay cách đây 3 năm. Một mối tình một duy nhất hả? Dạ. Là lúc ở ngoài Huế là vô đây rồi? Dạ đúng rồi, ở ngoài kia. Ở ngoài kia. Vậy là coi như chưa có sâu động gì hết. Rồi. Thôi bỏ qua luôn. Bạn trai, bao nhiêu mối tình rồi em? Chỉ là một hả? Một luôn. Rồi chia tay bao lâu rồi? Dạ được 4-5 năm rồi ạ. Bạn gái thì sao? Em rất là xinh xắn, duyên dáng. Rồi sao 2 năm vừa qua mình vẫn ở một mình, chưa tìm được ai? Tại do là một giáo viên mầm non á chị, cho nên tính chất công việc cũng gọi là hơi bận rộn. Mấy thời gian gần đây em cũng đang học liên thông lên đại học á, cho nên cũng không có nhiều thời gian, cũng không có tiếp xúc được nhiều người. Thời gian rảnh rỗi thì em làm gì? Em ở nhà, em ngủ, em xem phim rồi em ngủ thôi. Vậy hả? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em rất là thích nấu ăn, chăm lo cho gia đình. Điểm yếu thì em nghĩ là một giáo viên mầm non nhưng mà em hát không hay, vẽ không đẹp, múa cũng không được luôn. Trời đất ơi. Thêm một điểm yếu nữa là em sống khá là nội tâm. Rồi, bạn trai. Mạnh, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì?
Dạ, em nghĩ điểm mạnh của em là cũng dễ hòa đồng. Chơi những môn thể thao em chơi đủ hết, nhưng mà chơi nhiều nhất là đá banh với lại tập ngoài tập võ thôi anh. Còn điểm yếu? Thiếu đoán trong một vấn đề nào đó, giống như em phải suy nghĩ rất là nhiều. Có tài, việc tài, ca hát, nhảy múa gì không? Em ca cũng được, nhưng chủ yếu là để tra tấn thôi. Đâu giờ tra tấn thử coi. Thì thôi em xin phép được tra tấn tất cả mọi người ở đây ạ. Nào. Dạ. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đêm sâu những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắng em đang chờ đợi anh. Yeah. Được. Hay mà, tra tấn đâu, này là khiêm nhường rồi. Em cảm nhận giọng hát của anh như thế nào em? Hay lắm chị. Hay hả? Dạ. Con hát rồi. Con hát thử chú nghe chút xíu con. Chú Linh muốn con hát kìa. Con hát một đoạn thôi nha chú. Dạ. Hát đoạn mấy đoạn, hát con nửa đoạn cũng được. Dạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và em sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Rồi, hát vậy là được rồi. Hai người về hát, hai người nghe được rồi đó. Rồi, bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em đơn giản lắm, cao trên 1m7. Đơn giản trên 1m7? Chi dữ vậy? Tại em cao 1m6 rồi, em đi giày lên nữa chắc cũng 1m65. Bên kia cao nhiêu? Dạ, 1m73 ạ. Được. Thở phào nhẹ nhõm. Dạ. Tiếp. Em chỉ cần một người gọi là chăm lo cho gia đình, không có ăn chơi á chị. Dạ, không hút thuốc. Nhậu thì dạ, nhậu thì nhậu được, nhưng mà mình biết điểm dần. Dạ, hút thuốc thì em không hút ạ. Nhậu thì có à. Nhưng mà em nhậu thì đến ngưỡng của em ngưng chứ không hầu nhậu nữa. Ngưỡng em là bao nhiêu? Dạ, vui vui thì 5 lon. Buồn buồn là 5 két. À, trời đâu đến nổi ạ. Rồi, em rất là thích con trai mặc đồ ti. Áo sơ mi có, nhưng quần jean thì sao? Thì đang trẻ thì mặc vậy cũng được chú. Từ từ mốt mình lớn rồi mình thay đổi phong cách. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Gia trưởng với là ở dơ. À, có ở dơ không? À, chắc có. Chắc có. Hả? Ủa, ở dơ mà chắc có là sao? Mấy ngày mới tắm lần? Một ngày tắm 2 lần. Một ngày tắm 2 lần. Trời ơi. 2 ngày tắm 1 lần. Rồi quần áo rồi bao lâu mới giặt? Dạ thì em thấy nhiều làm giặt à. Ngày đánh răng mấy lần? 2 lần. Vậy cũng được. Thì có cái gì mà dơ? Dạ lâu lâu quên thiệt lần. Lâu lâu quên thiệt lần. Có khi 1 tháng cũng có 1 lần à. Dạ không có, không đến nổi. Trời ơi, mặt mày sáng sủa đẹp trai vậy mà tự nhiên thích mà không có sạch lắm là sao? Đâu, nói vậy thôi chứ. Dạ. Đâu đến nổi. Đợi chút, hỏi có gia trưởng không? Dạ không ạ. Còn gì nữa không? Còn có thích gì bạn trai nữa không? Dạ em thích tự lập chị. Làm dâu được không? Dạ được. Được phải không? Em thấy sẽ làm dâu là bình thường à. Bình thường. Dạ. Rồi, dễ quá. Nghe hết rõ chưa? Dạ rõ ạ. Bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Dạ em dự tính là 2 năm được. 2 năm nữa. Bạn thích người phụ nữ dạng hiện đại hay là truyền thống? Lai lai giữa hai cái truyền thống với hiện đại cũng được. Bạn trai cũng được à, ngon à, được á. À. Được. Mà em sao sủa đẹp trai à. Sao nha. Dạ, ô, chào chú. Chào em gái. Cao mét mấy, sao mấy? 6. 6 hay nặng nhiêu? 45. Ờ, hơi gầy chút xíu con. Dạ không sao, nuôi mập dễ lắm. Bạn trai nuôi đúng không? Bạn trai cũng hơi bê bối chút xíu, còn sợ không? Cái đó mình tập từ từ được. Ảnh hơi bị cận. Không, em thích. Thích gì? Thích con trai đeo kính cận á chị. Ủa vậy hả? Là gì hả? Hay quá. Dạ. Thế ta. Ủa sao kỳ vậy? Dạ nhìn nó tri thức, nói chung lịch sự con nhìn cũng thích. Lúc hôn nhau hơi khó đó em. Dạ sao chị tháo kiến vậy? Tháo kiến đâu thấy đường. Dạ hôn đâu thấy đường, nhắm mắt mà. Kinh nghiệm quá. Kinh nghiệm quá đúng không? Dạ. À, rồi thôi thấy được rồi. Được rồi, cặp này ổn mà. Hôm nay mình có đi đó với người thân không em? Dạ em đi với em trai của em. Em trai? Dạ. Em ruột hả? Dạ. Rồi đâu ra chị gặp em trai. Em thấy anh rể tương lai thế nào? Dạ em thấy nhìn bên ngoài thì rất là ok. Bên trong? Thì cũng vui vẻ. Nói chung là hai người cũng khá hợp. Em thì em không có đặt nặng cái điều gì, chỉ quan trọng là hai người có vui vẻ với nhau hay là đến được với nhau không. Anh trai nói vài câu gì với em rể tương lai đi em.
Thôi thì bữa nào mình ra cà phê hay là gì nữa mình nói chuyện nhiều hơn. Nhậu đi, cà phê gì. Dạ không, mà nhậu thì để nói nhỏ à. Nói chung là khi nào đá bóng giao hữu anh em có thể đá với nhau. Em thấy anh chị này là thích ứng với nhau được bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ chắc cũng được 90%. 90? Trời, em sang quá, em cho số rộng quá vậy. Là tiến tới luôn, 90% còn cái gì nữa. Rồi, nhà trai hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em, mợ và mấy người bạn của mẹ em và hai người bạn thân của em ạ. Rồi, lực dạ. Lực lượng đông đảo quá ha. Dạ, đông quá. Một tràng pháo tay cho nhà trai nha. Dạ, chào cô. Chào cô. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường và cùng các khán giả trong trường quay. Còn riêng về bé thì rất là dễ thương. Khi mà mình muốn hiểu về một con người thì cần phải có thời gian. Nhưng mà cái nhìn ban đầu thì theo tôi thấy được là ra mẹ đồng ý. Con em chào bác. Mợ có ý kiến gì không mợ? Khi thấy bé này bước ra là mình rất là thích. Dạ. Theo mình thấy thì hai đứa cũng hợp được khoảng 90%. Trời ơi, sang quá, 90%, cảm ơn. Được đó con, tiến tới luôn nha. Rồi, vô luôn. Mợ rất thích, nhìn con bé này mợ thích lắm. Mợ thích lắm rồi đó. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Bên nào cũng cho 90% hết trơn rồi nha. Đẹp đôi. Không gian này là của hai bạn. Anh có món quà muốn gửi tặng em. Dạ, anh cảm ơn. Em đi làm ở đây em có gặp những khó khăn nào không? Dạ, lúc đầu thì mình có một tí khó khăn về giọng nói thôi. Chứ còn bình thường thì em cũng là một người quen sống tự lập rồi, cho nên em thấy cũng bình thường. Dạ. Hồi nãy anh nghe không rõ là em ở đâu nữa. Ở Tân Phú anh. Anh đi làm ở Tân Phú. À vậy hả? Em anh là nào? Anh làm đường nào? Chỗ Lê Cao Lãng á. Em ở Vườn Lài đi qua công ty. Ở Vườn Lài hả? Dạ. Thì quá gần. Tiện quá ha. Tính chuyện hẹn hò đi. Dạ, cái này thì đúng mà. Gặp em cái anh khớp luôn. Nếu mà lấy nhau thì ai thích con trai, thích con gái gì bày tỏ quan điểm luôn đi. Con thích con gái. Con nói gì con. Chú ngoài vùng cấm địa. Em thấy con gái, tại vì em dạy mầm non á, cho nên mấy bé điệu lắm. Em cũng thích gọi là mua đồ đẹp cho mấy đứa điệu lắm. Anh thì gái hay trai thì đều được. Ủa, anh là con một hay sao? Không, anh còn một người em trai nữa. Nhưng mà hiện nay đang đi du học nên không có lên đây. Dạ. Em là con một. Dạ không. Quên. Em có em trai mà. Là... con... Mới đó quên, nghe em ngồi dưới rồi à. Con một mà một nhóm á. Nãy giờ họ nói chuyện với nhớ cô đó tên gì không? Cô đó tên gì? Tên gì anh? Dạ đúng không quên. Trời ơi. Hỏi đi. Hỏi em tên gì? Nói chứ em cũng không biết anh tên gì luôn. Không, anh tên sao là... Sao nói trễ quá vậy? Để chuyện nào xong về hắn nói. Rồi, anh tên đầu là Phạm Trường Nhân. Em là Ngân, Kim Ngân. Kim Ngân. Bằng bạc á. Dạ. Các bạn bây giờ nói chuyện cũng nhiều rồi. Mình nhắm mắt lại, mình cảm nhận xem bây giờ mình nói gì, rồi cái đối phương của mình như thế nào, rồi một câu nào đó thật là lãng mạn dành cho nhau. Anh thì khi mà gặp em thì nói chung là chữ nó trong đầu nó bài hết trơn rồi. Nhưng mà hy vọng là anh sẽ có được một cơ hội được tìm hiểu em nhiều hơn. Em không biết nói gì hết. Rồi, em sẽ nói bằng nút bấm. Hết thời gian. Chúng tôi là chiếc cầu nối để các bạn có thể tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chính vì thế nên quyền quyết định chúng tôi không xen vào. Chuyện là do trái tim của các bạn, xem có cùng chung nhịp đập hay không. Nào, chuẩn bị. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, muốn xỉu luôn rồi. Rung quá hai em. Dạ. Bạn trai hồi hộp. Bạn nam rất hồi hộp. Mà phải chín chắn chút xíu với chàng trai nha. Nào, nắm tay nhau. Người ta đưa tay rồi mà bạn còn chần chờ đúng nữa quá. Anh hiền quá. Anh hiền quá, hiền hôn quá. Nhau một cái. Nãy em có sợ bạn gái không bấm nút không? Dạ, cũng có à. Cũng có à. Đây là chiếc vé xem phim.
của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng, áp dụng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên tất cả các hệ thống của Áo Cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúng tôi thật sự xem những cái sự bấm nút các bạn là hết sức quan trọng. Hãy cố gắng. Chúc các bạn hạnh phúc. Nào, mời các bạn nắm tay nhau đi Hạnh. Nắm tay thật chặt nhé. Biết làm tất cả việc trong gia đình nội trợ. Em thì trước giờ chỉ có một mối tình. Dạ, em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Biết chăm lo cho gia đình, không có xăm hình hay là nhộm tóc, cái dạng giống như là tạm tóc trắng hay là đỏ hay là nâu tím vàng gì đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay. Bạn trai ngồi đây rồi, đợi cho tôi chút xíu nha. Bây giờ sẽ ra bên ngoài đưa bạn gái vào. Rồi, mời em ngồi xuống. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bên đây mở được chưa? Em tự mở ra. Mở ra đi cưng, chứ không lẽ đợi chị mở nữa. Bây giờ em hãy giới thiệu cho bạn gái bên đây nghe được những thông tin của mình. Mời em trai. Chào chị Tường. Chào bạn nữ bên kia. Em tên là Văn Hết. Vừa văn ra là hết luôn. Em đến từ Bến Tre. Hiện tại em đang làm giám sát công trình và thi công của công ty Vistix ở Quận Hòa Thám, Bình Thạnh. Rồi, hết. Tới bên đây. Em chào chị Tường và chào bạn Nam ạ. Em tên là Thanh Thúy ạ, cũng sinh năm 1992 luôn ạ. Và quê em ở Bình Thuận nhưng mà hiện là đang sinh sống và làm việc tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Em nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là nói chung là dễ tính, hoạt bát, cũng vui vẻ với mọi người. Và có niềm đam mê với việc là xem đá banh. Trời đất ơi. Niềm đam mê. Tại vì này chắc là giống ba, nhà có 5 chị em gái. Có đá banh không? Có cá độ không em? Dạ không. Hôm nay có coi đá banh không? Dạ, mê lắm. Mê lắm hả? Mê đội nào? Dạ, chỉ Việt Nam với nước ngoài thôi. Dạ, đúng ngoài rồi. Là nước nào mới được chứ? Đội nào? Nhất là Thái Lan. Thái Lan? Dạ. Nhất là Thái Lan gì mới là Việt Nam, hay là nhất là Việt Nam gì nhất Thái Việt Lan? Nhất Việt Nam gì Thái Lan. Còn bên đây mê đội nào? Dạ, tất nhiên là Việt Nam là ưu tiên, còn như đội bóng nước ngoài thì em thích Barcelona. Đó là một chút xíu về tình hình. Còn bên đây, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là biết làm tất cả việc trong gia đình nội trợ. Tại vì em là gốc gác là sống là nông dân hồi đời nhỏ tới giờ, nay là cái dạng giống như sống tự lập đó chị. Mấy chuyện đó thì em biết hết. Biết hết, nhưng mà mai mốt về lấy vợ có phụ vợ làm hay không mới là quan trọng. Quan điểm giữa hai người yêu thương thì một người là chồng thì biết phụ vợ, dạng giống mà em thì thương vợ thì mình sẽ phụ. Rồi, điểm yếu. Dạ, thêm điểm mạnh thì em thì thích giao tiếp với người nước ngoài, chẳng hạn nước kiếm... nào? Dạ, nước Nhật. Ồ, có học tiếng Nhật hả? Dạ, em tự học và giao tiếp những câu cơ bản. Đâu nói thử vài câu coi, ví dụ như hôm nay rất vinh hạnh được gặp em. Em là một cô gái rất dễ thương, cho anh cơ hội làm quen với em được không? Rồi. Dạ, cái phần đó thì em chưa có chuyên sâu cho mấy. Trời ơi. Em chỉ hỏi về phần bạn mấy tuổi về những cái lặt vặt thường thôi. Thôi hỏi hỏi vài câu đi, ví dụ hỏi vài câu cho chị coi. Minasan konnichiwa. Hajime mashite. Watashi wa Kawanhatsu tomoshimasu. Kotoshi niju hatsai desu. Bến Tre kara kimashita. Kayo vukwa yunin imasu. Shimi wa ongaku o kikukoto desu. Hết. Hiểu không em? Dạ không. Hiểu chứ, anh giới thiệu về ảnh thôi. Có quê Bến Tơi tên thì văn hết nè. Quê Bến Tre nè, đó, hết. Rồi. Tình duyên của em sao? Em có một mối tình kéo dài 5 năm. 5 năm, trời ơi, 5 năm sao chia tay? Bạn đó nó hết thương rồi. Em biết là bạn có người mới sau lưng em. Mà quen 5 năm, em có núm níu gì không? Dạ, thì tất nhiên là sẽ có níu, nhưng mà người ta đã muốn đi thì có níu thì chắc cũng không được. Rồi, thôi quên đi em ha. Dạ. 5 năm tuổi thanh xuân cho mình rất nhiều kinh nghiệm, và mình sẽ nhờ những kinh nghiệm đó mình sẽ vun đắp cho cái tình yêu sau của mình nó đẹp hơn. Dạ. Rồi, thế còn em? Em thì trước giờ chỉ có một mối tình. Mối tình đó thì xuất phát từ cái thời học còn đi học. Cái dạng em thì cũng giống như là yêu đơn phương á chị. Người đó biết không? Dạ, thì cũng có biết. Rồi người đó có yêu lại em không? Dạ, gia đình cũng ngăn cản. Gia đình người đó á. Sao ngăn cản? Lý do gì ngăn cản? Dạ, theo cô môn đăng hộ đối vậy. Nhưng mà em theo người đó mấy năm? Nay thì cũng 7-8 năm gì. Ngưng theo nay cũng 3-4 năm rồi chị. 7-8 năm theo một người một thôi. Mà người ta không ưng mà vẫn theo. Tình nguyện là một cái bóng để cho người ta gì đó. Trời ơi, vậy là anh này anh chung thủy lắm nè. 7 năm trời
không, mà đeo đuổi một người mà phải chi được có qua có lại, không nói đằng này một phía thôi, là anh này tình cảm rất là đáng trân trọng. Có khi em nhớ có một lần là đêm hôm đó là khoảng cỡ tầm gần 2-3 giờ sáng gì đó, em đang ngủ là cũng giống mình gặp một cái giấc mơ, là giống như gặp bạn đó, là bạn đã đi cưới. Tự nhiên mình đứng trước một cái ngôi nhà đó, đám cưới của bạn đó vậy đó. Rồi tự nhiên giật mình thức giấc rồi cũng hơi buồn buồn, hơi khóc khóc. Có khóc không? Dạ có. Chuyện cũ rồi bây giờ vui lên nè. Nhiều khi mà em buồn quá cho nên cổ mới đi lấy chồng đó. Ủa mà cổ lấy chưa, đó trong mơ thôi chứ chưa lấy phải không? Dạ chưa vậy. Bây giờ còn liên lạc gì với cổ nữa không? À dạ không. Giờ còn buồn không? À, cũng cố gắng là sẽ xóa đi 100% hình ảnh của bạn ấy trong ký ức. Mà giờ xóa được nhiêu phần trăm rồi? Dạ em nghĩ là 90. 90 rồi phải không? Rồi. Thật ra mình cũng cần phải xóa hết 100%. Ai cũng có những ký ức, không? Ai cũng có những kỷ niệm, nhưng mà chúng ta để nó vào một cái góc riêng và đừng để ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai là ok. Chứ cũng phải là đó là những cái thời gian rất là đẹp tuổi thanh xuân của mình, mắc gì đâu mà xé cất, đúng không? Thì Tường còn rất là nhiều thư tình của bạn trai cũ, có những người mình yêu thương mình vẫn cất, những người mình hận thù mình vẫn cất. Đó là kỷ niệm, đó là quá khứ, đó là một thời vàng son của mình. Rồi muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Thiên về gia đình, biết chăm sóc gia đình. Nói chung là em nấu ăn thì cũng được nhưng mà nó cũng không có ngon lắm. Mong là nếu mà bạn nấu ăn được thì em sẽ là người giống như là ở vòng ngoài. Xà, khôn quá ha. Về ngoại hình thích người sao? Nếu mà tại vì em cũng hơi không được cao lắm, nhưng mà được thì bạn sẽ cao một hơn 1m7. Lỡ mà sau này có con thì đỡ cho con heo. Trời ơi, cho con uống sữa, chất dinh dưỡng bổ sung vô. Em cao bao nhiêu? Cho em trả giá 5 phần được. 5 phần à, 1m65 được rồi. Rồi đưa hình cho coi. Dạ em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Biết chăm lo cho gia đình, không có xăm hình hay là nhộm tóc, cái dạng giống như là tạm tóc trắng hay là đỏ hay là nâu tím vàng gì đó. Nếu mà có nhộn thì cũng một ít để mà dạng giống như tóc màu vàng ngả nắng ấy chị, thì nó sẽ rất là đẹp hơn. Nói chung là cũng hơi thích cổ điển chứ không có thích hiện đại quá phải không? Dạ, tại vì nếu mà tóc màu vàng á thì em nghĩ là sẽ... Gì? Có móc móc gì ra nữa vậy? Em có một làm bài thơ 4 câu ngắn. Rồi đọc lớn lên đi. Em thích nhất là tóc màu vàng bởi vì là tóc vàng em đi trong nắng, phố thị đường quen bóng chiều tà, nắng chiều nhẹ nhẹ vương trên mi mắt, không sao sánh được dáng tóc em. Mà coi như thích tóc vàng phải không? Tóc vàng ánh nắng. Vàng ánh nắng thôi chứ vàng khè thì thôi thua luôn phải không? Yeah. Rồi đây kiếm đi, ảnh ở trỏng đó. Hai người tìm đi, coi cái giác quan của mình ngày hôm nay sao. Đâu em chọn anh nào, chỉ chị coi. Em đoán là anh nào? Chắc anh này. Lý do tại sao chọn anh đó? Em tưởng tượng qua giọng nói thôi, anh nghĩ vậy. Tưởng tượng qua giọng nói, nhìn đoán ra được cái anh đó này ghê. Còn bên đây cô nào? Thì bạn chính giữa. Bạn chính giữa. Lý do sao chọn bạn chính giữa? Thì em cũng nghĩ theo giọng nói. Rồi theo giọng nói luôn. Dạ. Bây giờ mời hai bạn nhìn về cửa trái tim để xem hôm nay mình dự đoán mình theo cái giọng nói coi nó có chính xác hay không nha. Mời hai bạn. Nhìn nhau đi ạ. Sao mình chọn đúng không? Sai rồi. Cổ là người nào đâu? Trời đất ơi, nhìn hình rồi còn đón chỉ trật nữa. Cổ là cái cô này mới đúng nè. Đây nè. Nhìn thay đổi sao quá. Đổi sai quá. Bên đó đoán trúng em nha. Chỉ một chốc một nhô ngay anh chính giữa luôn. Thấy phụ nữ người ta giác quan hay hơn không? Cảm giác hay hơn mình luôn. Phụ nữ lúc nào cũng có một cái cảm giác giống như là chính xác hơn. Rồi. Thôi quà tặng kìa, tặng đi. Mình tại vì là thích xe nó bóng, nhưng mà mong là bạn đừng bóng như thế bóng. Đừng bóng như thế bóng.
xích thêm đá bóng, nhưng bạn đừng bóng như trái bóng. Câu này tôi mới nghe luôn á. Em cứ nghĩ là khi mình nhìn một cái món quà nào bằng nữ đó là cái giống như mà tặng anh nhân dịp Tết đấy. Em cứ nghĩ là đó là một trái dưa sọc. À, tưởng trái dưa hấu. Dạ đúng rồi. Dạ. Chắc anh không có bóng đâu, tại anh không nhìn ra được trái bóng. À, anh gửi em tặng cho một món quà của bà chị ở Tiền Giang, giám đốc Sô-cô-la nói là gửi tặng cho em dâu. Rồi, rồi. Tối nay về mình cứ xem nó bóng nhưng mà mình không biết nghĩ tới ra cái món quà gì nên là tặng cho bạn. Thôi cũng thích, cũng cảm ơn. Tối nay về chơi với bóng nha. Chắc ông bóng ngủ chứ. Khi mở cửa trái tim này ra thì cái cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Thấy em rất hồi hộp khi mà cửa trái tim mở ra, em đang suy nghĩ điều gì lúc đó? Khi mở cửa ra thì em sẽ mở mắt ra là sẽ nhìn thấy một cái bạn nữ, bạn gái sẽ phù hợp với em hơn. Bạn thì cũng rất là, theo phán đoán ban đầu em thì cũng rất là cũng hiền, một người phụ nữ trong gia đình. Đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chuẩn của em ở cái nhìn đầu tiên? Giờ 70. Thì là tốt quá. Thế còn em, cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là gì? So với cái em cảm nhận qua giọng nói thì nghĩ là bạn cũng cái kiểu là chân thành, đúng là nói chân thành và thiên về người của gia đình. Bây giờ trước tiên thì Tường sẽ cho hai bạn 5 phút để tự tìm hiểu với nhau. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Maria Sài Gòn. Xin mời. Xin mời hai bạn thưởng thức món tôm sú sốt marinara của nhà hàng Maria Sài Gòn nha. Đây là một sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt bùi tự nhiên của thịt tôm nè và vị béo thơm của sốt marinara quen thuộc qua sự chế biến của đầu bếp, tạo nên một món ăn rất là đặc biệt của nhà hàng. Nhìn dễ thương quá ha, sao nỡ ăn. Rồi, mời hai bạn ăn thật ngon, tâm sự với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Chúc hai em ngon miệng. Em có thích món này lắm không? Cũng thích, thường thích ăn hải sản. À, nếu mà có dịp nào đó thì anh mời em là sẽ về quê anh. Tại vì ở thành phố anh thì cũng gần biển, nên cũng có mấy món hải sản. Thì cũng giống như mấy cái dân ghe cào á, người ta đi vô á, thì sẽ có những món rất là tươi, cũng rất là ngon. Vì đúng rồi, tại vì em cũng có một cái bạn bé nhưng mà nó ở không có miền Tây, nhưng ở Tiền Giang thì cũng đã từng thưởng thức cái những cái món là giống như nó ở dưới biển lên liền á, thì mình ăn rất là tươi, rất là ngon. Ừ. Không biết là cho em hỏi là nhà anh chỉ có mấy anh chị em? Anh thì nhà anh là có 4 người, hai chị thì lấy chồng ở Cà Mau rồi. À, còn một người anh thì làm ở Cò Đất ở Long An. Còn riêng anh thì là út trong gia đình. Nhưng mà có một mình lên Sài Gòn làm việc thôi. Đúng rồi. Làm Sài Gòn từ hồi cuối năm 2008 đến nay. Trong vòng một tuần cũng có thể là mình sẽ gặp nhau một lần hoặc hai lần. Anh hiện tại là đang đi làm công trình đúng không? Đúng rồi, tại vì anh là bên dạng như giám sát công trình, là đứng coi thợ làm đó. À. Cũng có đi công tác ở ngoài miền Bắc và miền Trung. Nhiều khi đi công trình là cũng khoảng cỡ 1 tháng tới 2 tháng. Nhiều khi cũng có 3 tháng thì cũng có. Cũng tùy theo công trình á. Chủ yếu là khu vực miền Nam là nhiều nhất. Thì nói chung là ban đầu thì nếu mà có điều kiện thì một trong một tuần gặp nhau 1 đến 2 lần mới thì nó có thời gian để tìm hiểu. Còn sau này khi mà đã có quen hay là nghỉ xa rồi thì 1 đến 2 tháng thì cũng được, không sao. Em có quan điểm như thế nào về một tình yêu xa? Mình tin tưởng người đó thì vấn đề xa thì không có quan trọng. Thương thì thương như giống như mình thương chỉ một người thôi. Còn khi mình đã thương một ai đó thì những người khác thì anh sẽ không quan tâm tới. Dạng giống như các bạn nữ á, xung quanh á thì anh sẽ không có quan tâm tới. Đó là điểm tốt mà. Ăn chưa? Nãy giờ ăn miếng nào chưa cưng? Dạ rồi. Dạ ngon lắm. Ngon không? Ngon. Dạ. Ăn nhiều bồi dưỡng vô xíu cho mập mạp xíu mới có sức lo cho vợ con nè. Mời hai bạn sẽ bóc một lá bài trong này ha. Đọc lớn yêu cầu ra và mình sẽ thực hiện yêu cầu của chương trình để hai bạn có cơ hội tìm hiểu nhau kỹ hơn. Mời bạn trai. Em trước hả chị? Ừ. Phụ nữ làm sao đi? Cái này em yêu cầu phụ nữ. Chàng trai xin phép được bạn gái để thực hiện một trong hai yêu cầu như sau. Một, vòng bạn gái đi 3 vòng. Hai là ôm sau lưng để cảm nhận trong 30 giây.
rồi. Một trong hai hả chị? Một trong hai, qua bển hỏi ý kiến bạn gái đi, thương lượng đi rồi làm, nhanh. Nếu mà được hai càng tốt. Thà mỗi bỏ đi qua bển thương lượng đi. Đó. Yêu cầu của chương trình thì không biết xem sẽ chọn cái nào, một hoặc là hai. Chắc là em chọn hai thôi. Xoay cái lưng vô mặt ảnh. Rồi mời bạn, thôi đưa lá bài để tôi cầm cho. Rồi ôm đi. Anh xin được phép ôm em. Lòn qua hai cái tay ôm vô. Lòn qua hai cái tay. Đúng rồi. Hình như cảm thấy em đang rung đúng không? Còn anh một chút xíu. Còn anh cảm thấy như thế nào? Dạ em vô cảm. Dạ không có vô cảm ạ. Em thì mất hết cảm giác rung, chứ phải là cảm giác mình nó cảm nhận được người phụ nữ. Nó lưng lưng. Thích như thế nào? Cảm thấy như thế nào em? Trời ơi, cảm giác của em mà em hỏi người ta rung rồi đó. Anh nếu em rung thì anh sẽ nguyện là một vòng tay để em ôm em trọn đời, sẽ bảo vệ em. Dạ em cảm ơn. Hết, về chỗ hết rồi. Trời ơi, cũng biết nói chuyện quá ha. Được. Rồi, mời em gái. Đọc lớn lên. Đọc lớn lên em. Cái gì mà hồi hộp dữ vậy? Vụ gì? Yêu cầu của chương trình là cô gái bịt mắt chàng trai, yêu cầu chàng hôn bộ phận đầu tiên mà mình sờ được. Ai sờ ai? Chà, em sao đợt này chàng trai lời quá ha. Dạ, em nghĩ là em sờ. Hả? Ai sờ? Cho em chọn đó. Lỡ em sợ chúng giò sao em không xuống em không được chị? Tùy em. Giờ em muốn em là người được bịt mắt, được hung hay là bị hung? Em được đi. Được hung. Rồi, có cho bịt mắt ảnh đi. Em không biết làm cái này. Đây, đây, đây. Bịt mắt cho chơi. Hồi nhỏ em thường chơi trò này lắm. Rồi chưa? Rồi bây giờ chàng trai đứng qua đây. Xa xa qua đây. Cô gái đứng đây. Này nha, bây giờ tôi làm trọng tài, bây giờ tôi đếm 1 tới 3. Dạ. Em ráng em đưa gì ra, em đưa tùy em nha. Ảnh 1 tới 3, ông này ổng khôn lắm, nãy đòi tới 2 luôn nhớ không? Ảnh quơ một cái mà trúng cái gì là anh hung cái nấy. Dạ. Ok chưa? Đứng xích vô trong tầm tay người ta quơ thôi chứ mà né dữ vậy. Rồi. 1 2 3. Mò mò xuống dưới đi. Cái này đưa vô nè. Rồi. Dạ rồi ạ. Mai lời quá. Thì cảm nhận hôn tay thì ấm áp và quyến rũ ạ. Rồi. Dạ. Muốn làm lại nữa không? Làm lại không em? Không. Khôn lắm. Hết. Về chỗ. Bây giờ tôi mới để ý nè, bây giờ ngồi đây trước khi bấm nút tôi hỏi một câu nữa, nên thôi có gì mất công là tôi chịu trách nhiệm nè. Sao tôi thấy trên tay đeo nhẫn cưới hay gì vậy, là sao vậy? Dạ không phải nhẫn cưới chị, tại nhẫn là má em là định sau này sẽ tặng cho con dâu. Nhớ nha, chừng nào rồi làm con dâu má tặng nha. Đừng có dại dại rồi tặng trước đi à. Rồi mai mốt không phải con dâu cái về má la nha. Tặng luôn được không? Đó, hồi yêu nhau rồi là tặng luôn làm giật định tình được không? Dạ em nghĩ thì chắc là tặng luôn không được. Chứ tặng này về má la à. Má la à. Má la à. Trời ơi. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò chúng ta bấm mạnh xuống, nếu không đồng ý ta lấy tay ra. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi ông làm gì ông hoài vậy? Ủa sao? Em có bấm không chị? Bấm đâu? Bây giờ mới bấm nè, bấm đâu bấm. Có cái đèn, cái nút bấm không xong. Làm gì ăn đi giờ trời hết ơi là hết ơi. Dạ, nút bấm hình như sao nó yếu. Yếu, em yếu chứ nút bấm nào mà yếu. Thì khổ ghê, chắc tôi nghi quá. Tối nay giờ chơi với bấm thiệt quá. Nắm tay nhau. Bây giờ là một nụ hôn đầu tiên dành tặng cho nhau, để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời hai bạn. Anh nắm tay được không?
Rồi, một nụ hôn lên mặt. Không nha. Hỏi gì nữa, mừng đại đi còn mày đặt màu mè nữa. Lựa lựa gì vậy trời? Đầu ta chưa gọi đó, hôn má đi. Hôn lại hả chị? Ừ, trời ông này cũng lợi dụng quá. Hôn lại nha. Ôi ôi. Dạ rồi. Thơm không? À, cảm nhận của em thì không phải là thơm hay là một cái gì đó khác, mà cảm nhận của em khi hôn bạn là đây là tình yêu của em sau này và cũng là tình yêu cuối cùng kết thúc. Trời ơi, không, tự tin chắc chắn quá vậy em cảm thấy sao em? Anh nói anh cảm nhận, anh hôn cái là anh biết em là sau cùng không? Anh này rất là trung thủy nha. Một mối tình đơn phương 7 năm trời thì em bây giờ là người cuối cùng của anh luôn đó. Dạ, em mong là bạn sẽ làm được như những gì bạn đã nói. Không, chị tin bạn này làm được. Thưa quý vị, rất vui ạ. Tường rất thích chàng trai này ạ. Rất thẳng thắn, khẳng khái và nói lên những cái gì yêu là yêu, mà xin chiếc nhẫn mà là tình yêu rất là rõ ràng. Thưa quý vị, hy vọng rằng sẽ sớm nhận được tin vui từ hai bạn này nha. Bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi ạ. Các Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào ạ. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai chàng trai của chúng ta bước ra sân khấu. Và bây giờ chào đón hai bạn nữ bên đàn gái, xin mời. Hai cặp đôi của chương trình ngày hôm nay đã tạm thời chúng tôi đã ghép sẵn hai một cặp đỏ một cặp xanh. Rồi bây giờ em, chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ sẽ là người giới thiệu đầu tiên. Em tên là gì? Dạ, trước hết thì em xin phép được gửi lời chào đến chị Cát Tường. Hai bạn nữ xinh đẹp ở bên kia. Trời, chưa thấy em xinh đẹp luôn ha. Cùng với các quý vị khán giả có mặt ở đây. Em xin giới thiệu, em tên là Tấn Trung, em đến từ phố núi Gia Lai, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sống ở thành phố lâu chưa? Dạ, em sống ở thành phố Hồ Chí Minh này cũng hơn 10 năm rồi. Hiện tại đang làm công việc gì nè? Dạ, hiện tại em đang làm giám đốc phát triển kinh doanh ở mảng gym yoga. Gym yoga quận mấy? Tất cả các quận. Tất cả các quận luôn. Hiện tại em đang sống với ai, sống ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang ở chung với em trai. Còn gia đình mà còn ở trên Gia Lai? Dạ đúng rồi, tất cả gia đình và em gái ruột của em ở Gia Lai. À, mình dự định là sau này sẽ lập nghiệp ở thành phố luôn hay là mình sẽ về quê? Lập nghiệp thì chắc chắn là ở trên thành phố rồi ạ. Nhưng mà dự định của em sau này thì em sẽ phát triển cả ở thành phố cũng như là em sẽ cũng bay bay về với nói chung bây giờ tuổi trẻ là mộng ước rất là cao đúng không? Tuổi trẻ tài cao. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Trung? Em rất là kiên trì và được quy về một chữ đó là chịu nhẫn. Nhẫn tức là em có thể nhẫn nại và chịu khó, chịu thương, chịu khó và em làm gì cũng được. Còn nhược điểm của em thì em sẽ bắt đầu là hơi khá chậm nhịp so với tất cả mọi người. Người ta có thể học nhanh hơn em rồi hay là tiếp thu trước em. Nhưng mà em sẽ bắt kịp chậm hơn. Chậm mà chắc em ơi. Đúng rồi. Nhưng mà được một cái đó là một khi em đã bắt kịp được rồi á thì cái gì em cũng tới được hết. Ok, vậy rất là tốt. Dạ. Những lúc rảnh rỗi thì Trung làm gì, sở thích của em là gì? Dạ, sở thích của em đó là đá bóng ạ. Đá ở vị trí nào? Vừa là tiền vệ vừa là hậu vệ. Đó là một vài thông tin cơ bản của bạn Tấn Trung ngồi ở ghế màu đỏ. Trời, bạn Tấn Trung nói chuyện nhã nhặn dễ thương quá, em không chần chờ gì nữa. Cô gái ngồi ghế màu đỏ em giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên cho em được gửi lời chào đến anh Hứa Minh Đạt, Cát Tường, các bạn đang có mặt ở đây và cùng toàn thể các anh chị, cô chú và mọi người đang có mặt trong buổi ngày hôm nay. Trời, dễ thương quá chừng luôn. Em tên là Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh. Hôm nay, dạ, em 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Quy Nhơn. Nhưng em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại em đang làm bên chuyên ngành marketing. Em ở thành phố Hồ Chí Minh được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em vào đây từ năm 2016. Em vào đây với ai? Em vào đây một mình. Một mình. Điểm mạnh, điểm yếu em là gì? Điểm mạnh của em thì khá là hòa đồng, năng động và chăm chỉ.
Điểm yếu? Dạ, sorry anh, lâu lâu em bị hay lắc, đó cũng chính là cái điểm yếu của em luôn đó. À, đang không biết mình đang nói gì hả? Dạ, ý là lâu lâu dạ bị lắc nhẹ và đôi khi em hay quên một tí. Và ở lúc hồi nãy em cũng có giới thiệu là chăm chỉ là điểm mạnh của em à. Nhưng đôi khi nó cũng chính là cái điểm yếu anh. Tại vì bình thường là em chăm chỉ, em la học la làm quá nên bây giờ em vẫn độc thân đến bây giờ. Và em nhiều khi bây giờ em lại muốn là nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Trời ơi, đang nói vào hát luôn á trời. Thì em mới quyết định là đăng ký tham gia các đôi thần tốc để em có thể hy vọng là nhờ anh Hướng Anh Đạt chỉ các tường em có thể gặp được một nửa yêu thương của mình ngày hôm nay. Trời ơi, thấy em thấy mạnh em là vui tính dí dỏm đó trời. Dạ, hay quá chừng. Sở thích em là gì vậy ta? Sở thích của em là thường em sẽ nghe nhạc nè, em sẽ đọc sách nữa. Lâu lâu thì em còn cắm hoa. Hoa. Dạ. Anh thấy em cầm theo cây sáo nữa kìa. Dạ, lát nữa thì sĩ mình sẽ chỗ tài. Có cầm theo cây sáo nữa. Cái gì? Có cầm theo cây sáo nữa. Ồ, sáo. Sáo luôn. Sáo, có một cái sáo. Trời ơi. Không, cái sáo đâu vậy? Sáo đâu vậy? Sáo của chị. Chị thổi sáo luôn. Chút xíu nữa hai đứa mình sẽ song tấu nha. Trời ơi. Thời thế đã tạo rồi luôn. Chúc mừng em. Hay quá. Ở đây mình có hai cây sáo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua tới cặp màu xanh cái đã nha. Hello, chào em trai, em giới thiệu về mình một xíu đi. Em tên là Đào Khắc Duy. Em đến từ Long An. Em sinh ra và lớn lên tại Long An và làm việc tại Long An. Nghề nghiệp của em là kỹ thuật viên sản xuất. Sản xuất gì cưng? Dạ, sản xuất điều chỉnh những cái máy để sản xuất dài. Công ty dài. Rồi, chị hiểu rồi. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Duy? Vui vẻ, hòa đồng, em thân thiện với mọi người, cũng dễ thích nghi với những môi trường khác. Còn điểm yếu á, thì em hơi nóng tính với lại rụt rè với đám đông. Lúc rảnh rỗi thì mình làm gì nè? Lúc rảnh rỗi thì em hay nghe nhạc, ca hát hoặc là đi uống cà phê với bạn bè. Rồi bây giờ ví dụ có bạn gái trên thành phố thì mình dự tính như thế nào? Có bạn gái thì em vẫn sắp xếp đi lên đi xuống bình thường. Vậy à, hôm nay lên đây mất bao lâu? Lên đây khoảng một tiếng đồng hồ. Vậy cũng gần, giống như ở thành phố mà mình ở Gò Vấp mà qua quận 7 thôi nó cũng mất một tiếng ha. Thì Long An thành phố nó cũng y chang vậy à, không khác gì hết. Đây là chàng trai Khánh Duy ở ghế màu xanh. Chàng trai Long An. Đúng rồi, miền Tây giống anh. Còn em tự giới thiệu về mình đi, cô gái ngồi ghế màu xanh. Chào anh Hứa Minh Đạt, chào chị Cát Tường và chào hai anh bạn bên kia. Em tên là Phượng Liên, năm nay em 22 tuổi, hiện em đang là thực tập ngành marketing. Sinh sống ở đâu, quê dạ, quán? Quê quán em miền Tây luôn. Miền Tây là ở khúc nào vậy? Dạ, em ở Tiền Giang. Ở Tiền Giang, xa hơn Long An chút xíu. Dạ, còn hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở đâu, quận mấy? Dạ, em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp hả? Đi ngang qua Gò cái bị dấp bụng nhớ nhà em đúng không? Dạ, em ở kế nhà chị Cát Tường. Trời, ở kế nhà chị Cát Tường, hàng xóm á, Tường ơi. Ủa? Hàng kế bên. Ở kế bên ủa luôn. Trời ơi, kế bên mà không biết nha. Thì bà... là nhiều khi dấp ở bên đó mà té bên nhà chị luôn. Giỡn thôi. Con dấp con thương cô. Ủa vậy hả? Có thương cô hoài luôn. Trời chết ơi, rồi, nhiều khi vô tình quá. Tại nhiều khi ngoài đường cô cũng đang đĩa trai không đó em. Cô lên đây cô làm mai cho mọi người chứ ngoài đường cô cũng đĩa dữ lắm, cũng chưa kiếm được ai cho mình hết trơn. Lỗi em nha. Rồi từ nay về sau mà nghe chào cô sẽ nhìn. Có điểm mạnh điểm yếu chưa? Có sở thích chưa? Chưa, bắt đầu nè. Bây giờ hàng xóm. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu gì nè? Vui vẻ, hòa đồng, dễ thích nghi với môi trường mới. Còn điểm yếu là nó hơi ngược lại với điểm mạnh một chút xíu là em hơi sống hướng nội. Hướng nội là như thế nào? Dạ, em ngại đám đông á. Nãy giờ tim em đập bịch mà em sợ đám đông. Dạ, nhưng mà em thẳng tính nên đặc biệt là em hay nhõng nhẽo hả? Bình thường nhõng nhẽo với ai? Ai thân với em là em nhõng nhẽo. Ai thân với em là nhõng nhẽo. Có tài năng, có sở thích gì không? Dạ, em biết nhảy. Biết nhảy hả? Biết hát không? Dạ, em hát vui được. Hát vui? Bên kia có ai hát vui không? Có, nhưng bây giờ thì nè, từ từng cặp một đi. Từng cặp một đúng không chị? Bây giờ theo thứ tự đi. Cặp đó mình thấy có cái cặp sáu nè. Đâu, nãy cặp sáu gì là chị thổi, ai thổi nè, cặp sáu nè. Trời, chắc lẽ tôi được sao thổi. Ghế màu đỏ là có cây sáo luôn. Cô gái ghế màu đỏ có cây sáo luôn. Không, bây giờ mình giải trí một xíu đi Tường ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình giải trí ngày hôm nay. Bây giờ em với bạn cái đỏ đó em tự giao lưu đi. Rồi thử coi bạn bạc có thổi khúc sáo nào chung được với nhau không.
Em ơi, anh với em thổi chung một bài nha. Được anh ơi. Được em ơi, đây. Bạn nhau coi. Hiện tại thì mình sẽ thổi bài nào ta? Mình thổi bài thần thoại đi ha. Thần thoại hả? Bộ phim thần thoại à. Tè 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 la la tè la. Tè 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 la la tè la. Tè tè la tè la tè la. Đó. Đó đây, thôi miệng. Rồi. Thôi miệng thôi, giờ nghe thổi sáo nè. Diễn rồi cặp xanh rồi không? Duy. Hát đi. Hát nha. Hát rồi em hỏi bạn gái bên màu xanh coi có hát chung gì được với nhau không? Bạn nữ ghế màu xanh có thể song ca chung với mình bài hát. Dạ được ạ. À. Bài gì? Anh song ca luôn. Anh ơi ở lại. Được không em gái? Em hát được không? Dạ được. Lần không lần không yêu nhau tại vì thơ ngây. Bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Bởi vì hôm bữa em đưa chiếc ô đã làm trái tim anh có cầu vồng. Và cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan. Em cùng rời đi khi em hết yêu. Vì sợ cô đơn nên anh mặc kệ đúng sai. Tiếp luôn em hát luôn đi. Đưa đôi bàn tay ấm áp cho chỉ cầu xin anh, em đã rất đau. Và đừng làm mắt em vun vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi. Oh, có người vẫn cô đơn vậy thôi. Thôi câu cuối nghe nó sao xuyến thế nào với Tường? Hai đứa mình có cần làm cặp luôn không? Dạ thôi đi. Không. Vậy thì bây giờ mình tâm sự tiếp. Tâm sự đi. Bây giờ tại cái câu cuối là dù có yêu trăm người nhưng mà vẫn cô đơn vậy thôi. Vậy thì mình phải kể là làm sao cho hết cô đơn cho hai cái cặp đôi này nè. Hai cặp đôi dễ thương quá nè. Bây giờ vô tình trường cho chị. Vô tình trường đi nè. Rồi tình trường em như thế nào, chàng trai cái đỏ của tôi? Nếu mà chị nhớ thì hồi trước em có em ế đến độ mà em phải tham gia bạn mình hà. Chạy, chạy ra đi mua cái mắt kính liền. Mình kiếm mà mắt kiến rồi đó. À có thêm là bạn muốn hẹn hò rồi hả? Mà lúc đó có bấm nút không? Có bấm nút cách đây khoảng năm, từ năm 2016. 2016, lúc đó có bấm nút không? Dạ có bấm nút. Rồi về có được hẹn được bao lâu? Dạ hẹn được ngày. Có kỳ vậy? Sao một mối tình thật chết thật. Rồi tới giờ luôn đó. Dạ, là sáu năm sau vẫn ế luôn, lẫn tới đây tìm chị. Dạ. Trời ơi thương quá, vậy trách nhiệm chị nặng nề quá. Dạ, rồi bây giờ để lần thứ hai ông với chương trình khác mà không ổn nữa. Từ đó đến giờ thì em cũng trải qua được tổng cộng là ba mối tình. Dạ, xuyên suốt ba mối tình thì nói chung là mối tình nào em cũng trân trọng hết. Mà bị chung quy lại ba mối tình thì cũng đều là người ta ra đi hết. Lý do thì thời điểm bắt đầu á, tại vì do là em là lúc đó cũng vừa mới ra trường thì cuộc sống còn mưu sinh rất là nhiều. Dạ, thì nói chung là ba mối tình kết thúc với em thì cũng chỉ vì một từ nghèo. À rất là thương ha. Bây giờ ổn rồi. Bây giờ chị nói nghiêm túc là về công việc sự nghiệp, về cái kinh tế của em đã ổn định hơn chưa, đã tốt chưa? Dạ, thì sau ba mối tình đó thì trước hết thì em không có trách hay là gì hết, tại vì cái đó thì mình phải cảm thông đối với người phụ nữ. Thật sự là cái tuổi thanh xuân của người phụ nữ nó rất là ngắn. Đúng. Còn đối với cái tuổi thanh xuân của người con trai thì nó dài. Dài hơn nên dạ. Phụ nữ không dạ. Thể chờ đợi được lâu. Chính xác. Thế vậy nên em luôn luôn tôn trọng tất cả mọi thứ. Mà bên cạnh đó, ngoài vấn đề thông cảm thì nó cũng là một cái mà động lực cho em. Động lực để em cầu tiến hơn, em làm nhiều thứ hơn. Nên sau khoảng thời gian đó là em gần như em lao vào công việc rất là nhiều luôn. Ngay cả em cũng có đi diễn cả nghệ thuật nữa để em kiếm tiền luôn. Đó, em cũng là một trong số những người mà được vào Việt Nam Got Talent. Wow. Rồi. Ồ, là em diễn cái gì? Không, em diễn Kung Fu. Kung Fu? Thổi sáo đâu có Kung Fu nữa. Dữ tăng. Một lát nữa, cho mấy cô gái Kung Fu.
Bây giờ quay lại cái vấn đề kinh tế thì em đã cảm thấy tự tin chưa trong thời điểm này? Dạ thì đó thì sau đó thì em rất là nhiều luôn, em làm việc công việc chính nè, em làm công việc phụ để em có tiền, nói chung cái gì em cũng làm hết luôn. Tới thời điểm hiện tại thì em đã ổn định. Thì giải nên em mới quyết định quay trở lại để em tìm xem thử coi có cái mối nhân viên nào. Nãy em nói với chị năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ 31. 31. Nếu như bây giờ mà tìm được cái người mà tâm đầu ý hợp, tìm hiểu thì em nghĩ là khi nào anh đã sẵn sàng và khi nào mình có thể kết hôn được? Nếu mà đến sớm hơn thì càng sớm càng tốt. Em đối với em thì có nghĩa là mình đã sẵn sàng cái tâm lý của mình rồi. Dạ. Đúng chưa? Dạ đúng, muốn lập gia đình. Coi như là cảm ơn những mối tình đã qua giúp dạ, cho đúng. Mình có sự trưởng thành ngày hôm nay ha. Dạ. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thứ nhất đó là xinh đẹp, dễ thương, đảm đang, hiểu tâm lý, biết chia sẻ. Cái đẹp của em là cái đẹp như thế nào? Như thế nào là đẹp? Phải có cái mẫu chuẩn mực như thế nào chứ? Giống như vua luôn. Dễ thương đúng không? Dễ thương, cân hình, cân đối. Rồi, bây giờ tới em đi nè. Cô gái ngồi ghế màu đỏ bé Hạnh. Dạ, tâm sự chuyện tình yêu của em coi, em trải bao nhiêu chuyện tình rồi? Dạ, em không biết cái anh này anh Đạt có coi là mối tình hay không. Nhưng mà em có một tình yêu học trò. Tình học trò. Một cái mối tình duy nhất. Mối tình duy nhất là học trò. Dạ, trong sáng, dễ thương. Em dễ thương. Dạ. Rốt lớp mấy? Dạ, hồi đây tụi em học lớp 11. 11. Tụi em đã nhau khoảng năm lớp 11. Nhưng mà sau đó vì em và bạn cũng muốn học và tập trung học và để theo đuổi những cái đam mê lên đại học hơn. Thì tụi em đã quyết định là không ở bên nhau nữa để mà có thể theo đuổi được những cái giấc mơ của mình. Mẫu người lý tưởng của em là gì? Là một người chững chạc, chín chắn, trưởng thành. Sống hướng về gia đình, nghiêm túc trong chuyện tình cảm, biết theo đuổi đam mê của mình. Tại vì em là một người khá là nghiêm túc trong chuyện tình cảm đó, nên là em mong bạn nam cũng như vậy. Bên kia là anh thấy là có hết á. Bây giờ cần ngoại hình gì nè? Gọn gàng sạch sẽ, ưa nhìn là được. Mình ăn cũng không có quá quan trọng về ngoại hình đó anh. Gọn gàng sạch sẽ là được rồi đúng không? Trời ơi dễ thương quá chừng, bên đây cũng đã quá sẵn sàng có thể lập gia đình rồi đó. Là hai bên có tục khớp với nhau. Tại vì nãy hai người cũng thổi sói chung thần thoại nha, có lẽ bên đây là Thành Long còn bên đây là cô gái Hàn Quốc chung thần thoại gì chăng. Okay, để với chàng trai ghép màu xanh nha. Dạ em trải qua hai mối tình, mối tình thời sinh và mối tình lúc em đi làm. Thì mối tình là học sinh thì giống như tình yêu tuổi học trò chị, cho nên lớn lên thì mỗi đứa một đường vậy đó. Còn mối tình thứ hai của em thì em gặp trong môi trường làm việc của em, tìm hiểu nhau khoảng 2 năm. Sau đó thì ở những cái giai đoạn chịu bị áp lực về công việc á, em không có cân bằng giữa công việc và cái tình yêu được. Cho nên đứa chia tay sau gần 2 năm tìm hiểu, tay khoảng 5 tháng. Rồi bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Tìm bạn nữ thì dễ nhìn, cao 1m55 trở lên, có lòng nhân ái và thương mọi người. Thích cái dạng hơi cổ điển xíu phải không? Dạ. Được thì khi nào em sẽ tiến tới hôn nhân được? Tìm hiểu thì mới hết năm nay, năm sau cũng có thể tiến tới. Năm sau? Dạ. Họ thứ là sẵn sàng hết chưa? À, mình sẽ ở đâu làm dâu hay là mình sống riêng? Dạ, tại em là con út cho nên phải làm dâu. Nhà đông anh chị em không? Dạ có hai anh em thôi, em là út, anh hai. Có hàng xóm, em kể về chuyện tình yêu mình đi. Về tình trường thì em có ba mối tình chính thức. Mà hai mối tình trước là tuổi học trò cho nên là không lấy nhớ lắm. Mối tình đầu đúng không? Dạ. Rồi sau đó? Sau đó là mối tình gần nhất của em là mối tình hồi năm 2 đại học. Mối tình giống trong phim Tiếng sét ái tình hả? Dạ, em gặp bạn đó ở trong trường, kiểu giống như chị Tường mỗi lần đi ngang nhà em vậy không? Em nhìn là em biết liền. Thì em mới chỉ thằng bạn thân là: ê, tao thích thằng này nè, tình mày biết nó không? Vô tình anh, bạn của thằng bạn thân em luôn. Nó nhắn liền cho cái anh đó là nó gửi Facebook em qua rồi đó, nè nhỏ này thích này nè. Nhỏ này thích này nè, trời. Vô tình ha, con cái. Cái vô tình hay thêm cái chuyện, cái vô tình hợp. Cái quen nhưng mà xui là mắc dịch. Không có gặp nhau nhiều. Dạ đúng rồi. Đúng là tiếng sét ái tình luôn á, nghe cái đùng cái rồi xong hai người gặp nhau. Rồi xong nhắn Facebook, rồi xong rồi dịch, xong rồi chia tay. Không biết lý do, chưa kịp tìm hiểu gì hết luôn. Dịch đó nó hại nhiều người đó. Ơi, bây giờ hết dịch rồi nè, bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai trưởng thành, chín chắn, có chí cầu tiến. Em không thích mỗi đàn ông hiếu thắng hay là hay chém gió, hay nổ. À, xào xào phải không?
Dạng như xạo xạo là ghét lắm. Em thích người nói ít làm nhiều. Có mẫu hường người lý tưởng như thế nào không? Bóc dáng rồi. Dạ, em mẫu người lý tưởng của em cũng bình thường. Đẹp trai, cao trên 1m8. Trời ơi trời, đẹp trai. Cái này là chắc nam chính trong phim Tiếng Sét Ái Tình đúng không? Em giỡn, em mẫu người của em đơn giản lắm, ưa nhìn, cao trên 7 là được. Ừ, trên 7 là được. Em có dự định là khi nào lập gia đình chưa? 5 năm nữa. 5 năm nữa không? Trời ơi, 5 năm nữa luôn hả? Hỏi như vậy bây giờ, thí dụ như cô bên đó vừa đúng ý em mà nè, 5 năm nữa cũng mới chịu lấy lập gia đình thì em có chờ nổi 5 năm không? Thì nào em muốn lấy vợ. Khi nào mà mình quen thì mình cũng có thể rút ngắn là được mà. Nhưng mà bây giờ người ta rất rõ ràng mẫu người cao nhiêu, cao nhiêu nhiêu, em có cái mẫu chuẩn lý tưởng của em không? Mấy bảy à? Có, em cũng có cái sơ đồ bát quái của em. Cái sơ đồ bát quái của em. Sơ đồ bát quái. Cái gì cơ? Cái này là cô. Ủa gì vậy? Phong thủy hò mà có sơ đồ bát quái gì vậy nè? Ôi, hàng gì hồi nãy tôi nghi nghi, tôi ngồi tôi nhìn. Cái này là sao vậy đâu vậy? Nghe coi. Tí sủ dần mèo thình tí ngõ mùi đó nhậu tức thôi. Trời ơi. Tham hợp tứ hình xung rồi, em thích cái gì đâu nói vậy. Là cái em gì? Tuổi gì? Sơ đồ dậu. Em là dậu. Dậu. Dậu với mèo. Là hợp hả? Ừ, dậu cái màu đỏ, đường đỏ vậy, sủ tỵ. Dậu, sủ tỵ, tí tỵ, sủ dậu, chị tỵ nè, hợp với chị không? Là bữa ngày hôm nay là em tìm tuổi nào? Mà chị cũng được. Sủ với tỵ. Sủ với tỵ bên đây là em là tuổi gì ạ? Em cũng còn. Tuổi dần à, đây em tuổi gì ạ? Em tuổi thìn. Tuổi thìn hả? Nó không có luôn. Dần mà tay tuổi dậu hả? Thìn hả? Kỵ là thằng nào? Không có kỵ thìn gì. Không có kỵ thìn. Đây là không có ai tam hợp với em đâu, nhưng mà cũng không có tứ hình xung. Dạ, được. Nếu có hợp thì có mình hợp với chị thôi. Chị tỵ ghê. Vậy là em sinh năm 81 hả? 93. Trời ơi, nó còn nhỏ hơn giáp nữa hả? Hợp gì? Khoan, sẵn coi cho bạn luôn. Sẵn coi hàng xóm luôn. Trời ơi, coi tuổi gì coi luôn. Mùi. Mùi. Hỏi mẹo mùi. Ở đây là có thìn với lại dần. Sau khi cái bát quái này ra, hai gem liền vô vòng cuốn xoáy rồi quá. Không có liên quan, không có hạp mà cũng không có kỵ. Không hạp, không kỵ. Nói chung là không có hạp, không có kỵ. Nói chung hên xui đi, từ từ đi. Bắt đầu gặp nhau mới biết hợp hay không hợp. Trời ơi, ổng đi tới chương trình ghép đôi thần tốc mà ổng cầm mùa heo thôi. Em à, chị không có cái này mà chị đã ế rồi đó em à. Em cầm cái đó em ế nữa đó. Bây giờ em cầm chứ em coi khán giả coi ai giống giống rồi. Tới cái này có ai cũng giống tỷ với tôi sủ không có gì. Khổ lắm quá. Có không đó, tuổi tỷ kìa hợp với em đó. Không được, em có chơi video gì. Em có chơi video gì. Okay, người thân, là... người thân đó, hai đứa chơi BD kìa. Em đi theo em đây là đi theo ủng hộ ai? Dạ em xin chào anh Đạt, xin chào chị Cát Tường và tất cả mọi người đang xem chương trình. Em tên là Trung Hiếu, em nay là em đến đây là em là người thân của bạn Khắc Duy. Dạ, tuổi thân. Tuổi thân, tuổi rồi tuổi tỵ chứ rồi. Nãy giờ em ngồi em theo dõi thì em thấy hai bạn nữ ở đây rất là dễ thương, đẹp, nhưng mà em riêng em có nghiêng về bạn nữ ngồi ghế xanh thì bạn cũng rất hợp với bạn Duy. Chị cũng thấy vậy đó. Hy vọng bạn Duy sẽ cố gắng chinh phục được bạn nữ ngồi ghế màu xanh. Rồi. Đây. Rồi chào em gái bên đây. Em chào anh Đạt và chị Tường ạ. Dạ em là bạn của Mỹ Hạnh ạ. À Mỹ Hạnh. Em tên gì cơ? À em tên là Tuyết Anh. À em tuổi gì luôn ạ? À? Em tuổi gì luôn? Em tuổi tỵ ạ. Trời ơi, thấy kìa. Tuổi tỵ. Ôi chừng kinh khổ. Hai người bạn thân nha cưng. Đây là hai người bạn thân nha. Từ từ bình tĩnh. Hoang mang quá. Rồi em nói ý kiến của mình đi. Nãy giờ thì em ngồi em nghe và em thấy là cả bốn bạn đều rất là dễ thương, rất là xinh đẹp. Hai bạn này thì ngoại hình rất là ưa nhìn. Mọi người đều rất là háo hức để được gặp nhau. Và em thật sự em ngồi đây em cũng muốn là các bạn được gặp nhau sớm sớm để mà biết được là cái cảm giác đầu tiên á, mình gặp nhau rất là quan trọng á. Không, nhưng mà em nãy giờ em ngồi dưới em quan sát á thì Hạnh sẽ hợp với lại bạn ngồi ghế màu đỏ hay là màu xanh hơn? Em thấy bạn Hạnh sẽ hợp với bạn áo xanh hơn. Wow. Ghế xanh hơn hả? Ok, cảm ơn em. Đó, nó phải có cái ý kiến đúng như vậy. Đúng rồi. Còn chờ gì nữa chị? Cho đôi hai đôi trẻ gặp nhau đi. Giây phút vậy. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón xem cái giây phút này rất là long trọng và nó quan trọng. Hoành tráng. Đó chính là mở cửa trái tim. Anh có
Trời ơi, quá là tặng quà như này là anh tặng em cái khăn tặng cổ. Nó cũng biểu tượng cho sự gắn bó chung thủy trong tình cảm. Anh cũng mong là đến với chương trình này thì hai đứa có cơ hội tìm hiểu và có thể tiến xa. Anh thương lắm, ai đã được. Ồ. Em cũng có anh tặng một cuốn sách. Em định là cuối sau này em chọn thì em mới tặng, tại vì anh đọc cái tựa của cuốn sách. À, quyển sách mình nói gì khi nói về hạnh phúc. Em mong là ví dụ mà em với anh sắp đến với nhau thì em mong anh trả lời giùm em câu hỏi đó. Wow. Trời ơi. Em nhớ nha. Sách tặng anh. Rồi qua tặng đi chứ. Rồi. Cảm ơn. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Cuốn sách em cũng rất là thích. Phần tặng quà, xong rồi. Cảm ơn khách rồi. Ủa, có này ai tặng tôi vậy? Với anh này á. Ủa, sao đi sao chuyện qua tới tôi vậy là sao? Nè nè, tới bên đây nè. Đó, à, gặp này tặng. Em cũng có một món quà muốn tặng cho anh. Mà một cái điều này cũng khá là bất ngờ. Anh mở lên. Ủa, cũng một cuốn sách. Mình nói gì? Khi nói về hạnh phúc. Ủa gì vậy? Ủa, hai cuốn sách giống nhau vậy? Trời, hai cô gái tặng hai chàng trai, hai cô thích, hai đứa có quen nhau không? Ủa, đi chung tiệm sách hả? Thật ra là đây là một sự trùng hợp rất là lớn. Lúc mà em bước vào phòng á thì em thấy cuốn sách này nằm trên bàn, thì em mới nghĩ là ủa, sao sách của mình lại từ cái túi mình bay ra. Thế lúc mà em đặt ra, ủa chứ, ủa sách này đang ở đây mà, sách kia là của ai mà, ủa là thì hóa ra là của Liên. Ồ, cái gì đó của hai cô gái. Cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào khi mà nhìn thấy các cô gái của chương trình ngày hôm nay? Hai con nữ là dễ thương. Ừ. Sao xíu rung động gì chưa? Trong lòng mình có cái gì đó nó nhen nhóm chưa? Chắc cũng có. Chắc cũng có. Xác định được đối tượng nào chưa? Dạ. Trời, khó nói quá em. Đang nói chuyện. À rồi. Thế còn Duy thì sao? Hai bạn nữ thì rất là dễ thương, cũng có cảm tình với bạn ấy xong. À, có cảm tình, rất là thẳng thắn ha. Có cảm tình. Tấn công tới thấp liền. Hai cô gái mình thì sao nè? Hai anh thì rất là lịch lãm, rất là đẹp trai. Lịch lãm, đẹp trai. Ngắn gọn, xúc tích. Em cũng trùng ý anh với Sanh. Hai em cũng cùng ý anh với Sanh rồi. Dạ. Tùy mị ghê vậy đó. Cái này lối xóm tôi nhiều khi là có tiệc vui sớm mà nha. Huynh huynh, bây giờ mình cho biểu diễn nữa chứ. Công phu, công phu. Một chàng pháo tay cho. Trời ơi. Em nhờ hai anh chị kiểm tra coi cái giấy dừa này thật hay giả chứ. Giấy dừa thiệt á. Đây chị thử coi chị có tin đâu. Ê bậy. Vỡ đầu á. Ok. Các bạn Hạnh lên hỗ trợ. Giữ nha, giữ nha. Cái Hạnh tướng đẹp lắm đó nha. Để cho em nắm cái tay lấy năng lượng. Trời ơi, chị năng lượng đâu. Ta lấy động lực luôn, ghê. Rồi, hôm nay em sẽ diễn là thể hiện sức mạnh của Nam Duy ạ. Ồ. Em sẽ đóng qua trái dừa bằng tay không. Trời dữ à, ghê rồi. Em mới có năng lượng rồi nha. Lưu ý là đừng nên bắt chước tại nhà. Cái gì? Vậy là chắc ở nhà em đâu có xài búa đâu hả? Năng lượng ở đâu, cái này không phải giỡn chơi đâu. Cái này mà không có là phục một cái là cái đinh nó xuyên qua đây nè. Dạ đúng rồi. Chị thấy sao cái màn trình diễn vừa rồi của anh ấy? Cực cun. Nói đi chứ. Mình tự nhờ cái năng lượng của em. Đó, một trang của tay. Rồi, lựa chỗ. Chương trình hôm nay hấp dẫn à. Sau khi màn trình diễn cực cun, cực ngầu của anh thì em cũng muốn góp vui với mọi người cùng một bài hát. Tại vì em cũng là một người khá thích học ngoại ngữ. Em có học tiếng Hàn, tiếng Nhật với lại là tiếng Anh. Thì sau đây em xin hát tặng mọi người một bài hát là Every Time We Touch. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch, I get the
my heart beat fast. I wanted to let need you by my side. Chị nhớ là bé hàng xóm của chị nói là nhảy kêu vũ gì đó, nhớ không? Có nhớ không? Đúng rồi. Hôm nay chương trình của mình á, cái chuyện mà tâm sự, quan điểm tình yêu là nó thường rồi, cái đó tự nhìn vào mắt nhau từ từ tìm hiểu. Hôm nay chỉ là cái chưa gọi là mình là phải show tài năng ra, qua đó mình mới là đo cái cảm xúc với nhau. Mọi người đồng ý không ạ? À? Oh yeah. Chị nghĩ tiếp nha. Rồi, mời em. Thôi đừng, muốn có gì em té anh nhớ đỡ em nha. Ôi trời ơi, nhắn nhủ kìa, đi ra hỗ trợ liền, té đỡ. Té em còn đỡ. Đó, đứng nhấp nép đằng sau để cho cô biểu diễn. Rồi. Trời ơi trời. Giữa sân khấu nè. Nói gì cổ đi sau khi màn trình diễn vừa rồi. Anh thấy em rất là hợp với anh, rất là dễ thương. Anh hy vọng là mình sẽ có thể tiến xa hơn nữa. Anh nói em nghe. Em tụi anh gặp em được mấy lần? Tụi mày muốn mấy lần anh để sắp xếp anh gặp em được đó. Dạ vậy là được rồi. Tụi có chịu về làm dâu Long An không? Dạ chịu. Em hay nhõng nhẽo lắm, ví dụ mà mấy lúc mà em nhõng nhẽo anh chịu không được thì anh làm gì? Thì anh nhõng nhẽo thôi em. Thì em nhõng nhẽo thôi em. Trời ơi. Bây giờ đó rồi, cái cặp đỏ của tôi giờ có muốn nói năng gì nữa không? Không muốn. Cặp xanh tôi thấy chốt kèo rồi đó. Nắm tay nhắn nhủ gì không à? Cấp có một câu hỏi dành cho anh. Là ba mẹ em cũng khá là khó tính đó. Thì trong lúc hẹn hò cũng có quan tâm tới cái việc mà thời gian về hẹn hò đi chơi đó. Thì thường là em hay về sớm. Thì cái việc này anh có cảm thấy khó chịu hay là sao? Đối với anh cũng bình thường, anh đâu thấy khó chịu đâu. Tại vì nhà anh cũng khó mà. Sớm là mấy giờ? Đúng rồi. Dạ khoảng 9:30. Mấy giờ được đi? Thì thường em hay rảnh cuối tuần hơn. Thì em thường đi vào cuối tuần. Còn trong tuần thì bận, em khá là bận trong công việc mà học với lại là làm việc đó chị. Còn em còn câu hỏi nào nữa không? Em cũng có một câu hỏi nữa. Ơi, cứ hỏi tôi. Người khác hay nói là đàn ông con trai khi mà yêu, tán tỉnh và yêu đến khi mà lấy về thì nó rất là khác nhau. Thì anh nghĩ sao về cái việc này? Theo như cái cách mà đánh giá, nó sẽ phụ thuộc vào cái tình yêu của hai cặp đôi đó. Cái thứ hai nữa là cái trung quy chăng nữa thì nó còn phụ thuộc vào cái định hướng của cả hai người. Đơn cử đại diện đối với anh đi, thì anh là một người khá khó trong cái chuyện tình yêu. Tại vì một khi anh đã yêu thì phải yêu hết mình luôn, khó thay đổi. Cảm ơn anh. Rồi em cũng hỏi là gì cổ không? Em gặp anh thì em có ấn tượng gì? Ấn tượng của anh là chân thật và hiền. Chân thật và hiền. Thôi, chị nghĩ là như đó đủ rồi. Tại vì hôm nay mình cũng đã giao lưu rất là nhiều. Thì bây giờ đến lúc quan trọng rồi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Và bây giờ là tới khoảnh khắc quyết định rồi đó. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn hãy hướng mặt về phía trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Thứ nhất đó là xinh đẹp, dễ thương, đậm đà, hiểu tâm lý, biết chia sẻ. Em mong là ví dụ mà em với anh có đến được với nhau thì em mong anh trả lời giùm em câu hỏi đó. Là một người chững chạc, chín chắn, trưởng thành, sống hướng về gia đình. Tìm bạn nữ thì dễ dàng, cao 1m55 trở lên, có lòng nhân ái và thương mọi người. Dạ, bấm.
Vậy thì hiện tại chúng ta sẽ thấy là có một cặp đôi ngồi ở vị trí màu xanh là chúng ta đã kết nối được với nhau. Thì hỏi em gái một chút xíu, vì sao em lại chưa bấm? Em nghĩ là một cô gái dạng như là về và nói nhiều hơn sẽ hợp với anh hơn, và em không gặp cô gái lắm. Cảm ơn em. Còn em thì sao? Em xác định là em phải tới là để cưới á. Hồi nãy em nhắm mắt để cảm nhận cái con tim của mình có đúng hay không, tại vì em cũng sợ là nếu mà em đưa ra cái quyết định mà nó đúng thì em sẽ sợ làm tổn thương người khác, cho nên là mình cũng chân thật với khoảnh khắc của cái cảm xúc của mình. Dạ. Chưa kịp luôn rồi. Hàng xóm của chị á chị. Hàng xóm của chị nhớ có tin vui gì báo cho chị nha. Chị Hữu Anh Đạt. Dạ. Nếu được thì chị nào đám cưới được. Qua năm sau. Ráng đi, ráng chờ. Thì bây giờ phải dùng sức mạnh tình yêu chứ. Lời này là tới 5 năm lần đó. Bây giờ phải sao đi nha. Ha. Rồi. Các Tường xin gửi tặng cho các bạn. Mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt sức gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không có chất bảo quản. Gửi tặng cho em nha. Rồi, gửi tặng cho em luôn. Những quà nhưng vẫn nắm tay nha cưng nha, chứ mấy cái này đừng buông tay nhau ra. Chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn một phần quà nhỏ, đó là một cái gói ruby của ứng dụng hẹn hò Speed Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng sẽ nâng niu tình yêu, giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và đối với cặp đôi thất bại, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speed Couple. Trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng nữa nha. Một cái ứng dụng hẹn hò mà với một cái môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speed Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speed Couple nhé. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.